Phan Hải xin chào quý cô bác chị mình ha. Hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ với cô bác chị mình một cái mẹo rất là tuyệt vời. Thì cô bác chị nào á, và các bạn, các em đang bị lang ben, thì hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ với cô bác chị mình một cái mẹo rất là tuyệt vời, bảo đảm hết 100%, nhưng nó lại rất đơn giản. Đôi khi chúng ta biết nhưng ta quên, hoặc là chúng ta nghe thoáng thoáng đâu mà chúng ta không để ý. Nhưng khi mà chúng ta bị lang ben thì chúng ta có thể sử dụng và hết 100% lang ben cho cô bác chị mình. Xin mời cô bác chị. Khi mà bị lang ben thì cô bác chị mình đầu tiên hãy nhớ đến cho Hải là củ riềng. Đây, riềng này là riềng nhà, còn hay gọi là riềng nếp. Riềng này thì ăn cái gì cô bác chị mình biết rồi. Riêng Hải thì Hải không ăn những cái món đó, tại vì Hải thương những cái con đó lắm nè. Tìm cho Hải cái cây riềng như thế này, nhưng chúng ta không lấy cái bộ phận ở trên mặt đất ha, cái thân và cái lá chúng ta không sử dụng, chúng ta sử dụng cái phần củ của nó. Rồi, sau khi của anh chị mình moi lên cái củ riềng, moi lên lấy cái củ riềng lên cho Hải ha. Củ riềng càng già thì nó càng tốt. Rồi, lấy cho Hải một củ bằng ngón tay như thế này, dài như thế này đó. Xong của anh chị mình là giả thật nát, giả thật nát hoặc giả thật nát thôi cũng được ha. Sau khi giả thật nát rồi thì cô bác anh chị mình là bỏ vào một cái hũ. Xong cô bác anh chị mình đổ cho Hải rượu vào, cái rượu mà chúng ta hãy uống á ha, hoặc cái rượu hơi mạnh mạnh chút cũng được, đổ vào cho nó sạch sạch đó, và chúng ta đậy cái hốc nắp hũ lại, và cô bác anh chị mình là để đó qua ngày mai chúng ta sử dụng. Cái cách sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Cô bác anh chị mình lấy cái bông gòn thấm vào cái rượu đó, và chúng ta thoa lên cái chỗ mà chúng ta bị lang ben đó. Mỗi ngày á, cô bác anh chị mình có thể thoa cho Hải từ 3 đến 5 lần, và thoa trong vòng 3 ngày thì lang ben của cô bác chị mình nó sẽ hết cho cô bác anh chị mình. Nếu ai bị bệnh nặng thì trong vòng khoảng 10 ngày đổ lại thôi đó, cứ mỗi ngày 2-3 lần chúng ta thoa như vậy, hoặc 5 lần cũng được đó. Thì như vậy thì lang ben nó sẽ tiêu biến hết cho cô bác chị mình. Đó là cái cách để hỗ trợ điều trị, hoặc là cái cách đặc trị lang ben từ dân gian ngàn năm trở về trước rồi. Do chúng ta không cập nhật thông tin, chưa có nắm rõ, hoặc là do chúng ta không biết. Đó, củ riềng này chúng ta trị lang ben thì nó rất tuyệt vời. Trong y học cổ truyền, củ riềng này nó có tên là cao lương khương nha. Còn củ gừng nó là sinh khương, củ gừng tươi là sinh khương. Thì củ riềng này nó cũng họ của củ gừng, nhưng nó còn rất là nhiều công dụng khác nữa. Cái rượu mà chúng ta ngâm từ củ riềng này đó, thì chúng ta có thể hỗ trợ điều trị tiêu hóa kém, đau bụng, rồi đau bụng kinh, rồi nó còn rất là nhiều cái công dụng khác. Cô bác chị nào muốn hãy chia sẻ những công dụng tuyệt vời của cái củ riềng này thì cứ comment ở dưới phần nhận xét. Phan Hải sẽ chia sẻ cụ thể cho các bác chị mình, để chúng ta có những cái bài thuốc đơn giản mà từ củ riềng này để trị những cái bệnh rất tuyệt vời. Phan Hải cảm ơn quý các bác chị mình đã like và đăng ký kênh để kênh càng ngày phát triển hơn. Đó cũng là động lực để cho Hải tìm kiếm những loại dược liệu quanh ta hỗ trợ điều trị những cái bệnh của bác chị mình đang bị bệnh, đỡ phải tốn tiền. Đó. Chúc các bác chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn luôn thành công cuộc sống. Bây giờ Hải đến đây, Hải xin được kết thúc. Bây giờ xin chào, xin hẹn gặp lại quý bác chị mình vào video tiếp theo.